Ngô Đình Diệm sinh năm 1901, quê ở Quảng Bình, làm quan triều Nguyễn, từ viên trông coi thư viện, rồi được bổ làm tri huyện Hương Thủy, sau đó là tỉnh trưởng Bình Thuận. Năm 1933, Bảo Đại mời Diệm làm thượng thư bộ lại, nhưng sau đó Diệm từ chức vì bất đồng. Tháng 8, 1945, Bảo Đại thoái vị. Ngô Đình Diệm bị Việt Minh bắt ở Tuy Hòa. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trả tự do cho Ngô Đình Diệm, mời ra Hà Nội làm trọng chính phủ, nhưng Ngô Đình Diệm không hợp tác. Ngày 8 tháng 8, 1954, dưới sức ép của Hoa Kỳ, chính phủ Bảo Đại thân Pháp bổ nhiệm Ngô Đình Diệm, người được Mỹ nuôi dưỡng, làm thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng. Quyết định này mở đầu cho giai đoạn Mỹ trực tiếp xâm lược Việt Nam, thực thi chủ nghĩa thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành một căn cứ quân sự của Mỹ. Bảo Đại chọn Ngô Đình Diệm, nhưng chúng ta đều biết, Mỹ đã ám chỉ với Bảo Đại rằng họ muốn Diệm giữ chức thủ tướng. Rõ ràng là sự chỉ định của Diệm vào tháng 7 năm 1954 có sự hậu thuẫn của Mỹ. Ngô Đình Diệm là người mà Mỹ ưa thích. Hãy nhìn vào những nhà lãnh đạo được Mỹ ủng hộ ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Họ là người công giáo. Họ rất bảo thủ. Họ căm ghét Cộng sản. Lý Thừa Vãn, Tường Giới Thạch và giờ là Ngô Đình Diệm từ Việt Nam. Ngô Đình Diệm, dĩ nhiên, nằm trong radar dò tìm từ thời chiến tranh lạnh. Ông ta ở New Jersey, trong một nhà thờ công giáo. Ông ta được biết đến rộng rãi tại Mỹ. Ngày 17 tháng 7, 1954, Ngô Đình Diệm tuyên bố không có tổng tuyển cử tự do. Với vũ khí của Mỹ, Diệm chống cộng điên cuồng. Những người kháng chiến cũ, các đảng viên trung kiên, phong trào cách mạng của nhân dân miền Nam đòi tổng tuyển cử thống nhất đất nước đều là đối tượng khủng bố của chính quyền Diệm. Các tiểu đoàn lính thuộc cái gọi là đội quân quốc gia đi lùng bắt những cán bộ kháng chiến cũ, hô hào thành lập chính quyền quốc gia mới. Chúng ngang nhiên, vô cớ tàn sát, bắn giết hàng trăm cán bộ đảng viên và người dân vô tội ở Chợ Được, Chiêu Đàn, Cây Cốc thuộc tỉnh Quảng Nam. Thời gian đã lùi xa, đủ để chúng ta nhìn lại những biến động lịch sử từ nhiều góc độ. Trung tâm lưu trữ Việt Nam Archive thuộc Trường Đại học Texas, Mỹ là nơi lưu trữ rất nhiều tư liệu về chiến tranh Việt Nam. Tiến sĩ Stephen Markner là người đã dành nhiều thời gian và tâm huyết nghiên cứu những vấn đề lịch sử xung quanh cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam, cũng như cách mà Hoa Kỳ đã ủng hộ Ngô Đình Diệm sau Hiệp định Geneva. Khi đó, Mỹ lo sợ sự gia tăng của chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Nam Á. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được cả Liên Xô và Trung Quốc ủng hộ dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh. Mỹ cho rằng nếu ủng hộ Ngô Đình Diệm, có thể ngăn chặn được sự mở rộng của chủ nghĩa Cộng sản. Diệm là một nhân vật chống cộng quyết liệt. Sự ủng hộ tăng theo thời gian, từ viện trợ kinh tế, tư vấn, huấn luyện, đến việc thiết lập một hệ thống quân sự ở miền Nam Việt Nam. Theo Hiệp định Geneva, Việt Nam tạm thời bị chia làm hai vùng tập kết quân sự ở vĩ tuyến 17. Giới tuyến quân sự tạm thời không được coi là biên giới quốc gia. Chính thể quốc gia Việt Nam thừa kế nghĩa vụ thực thi hiệp định từ Pháp do Bảo Đại đứng đầu. Ngày 18 tháng 6, 1954, Mỹ đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng trong chính quyền của Bảo Đại. Tuy nhiên, quyền lực của Diệm bị nhóm Bình Xuyên cùng hai lực lượng chính trị giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo chống đối. Cuộc đụng độ võ trang của Bình Xuyên, Cao Đài và Hòa Hảo bùng nổ từ tháng 3 đến tháng 4, 1955. Bảo Đại đòi Ngô Đình Diệm sang Pháp trình diện để áp lực thương lượng. Trên thực tế, với quan điểm thân Pháp, dư luận dân chúng Việt Nam không còn ủng hộ Bảo Đại nữa, mà chủ yếu ủng hộ Việt Minh. Ngô Đình Diệm không sang Pháp. Ngược lại, dưới sự ủng hộ của người Mỹ, Diệm bắt đầu tính đến chuyện phế truất Bảo Đại nhằm hợp thức hóa chế độ cầm quyền. Ngày 6 tháng 10 năm 1955, Ngô Đình Diệm tuyên bố quyết định mở cuộc trưng cầu dân ý.
Các cơ quan truyền thông do Diệm điều khiển cũng bắt đầu vận động dân chúng với những bài chỉ trích Bảo Đại. Ngày 23 tháng 10 1955, trưng cầu dân ý diễn ra ở phía Nam vĩ tuyến 17. Việc tiến hành bỏ phiếu đã sắp xếp để Ngô Đình Diệm thắng tuyệt đối với 98,2% phiếu bầu. Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra đầy bất thường. Trong cuốn hồi ký Việt Nam máu lửa quê hương tôi của Đỗ Mậu, một viên tướng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã tiết lộ. Tại Sài Gòn, tổng số cử tri là 450.000 người, mà số phiếu bỏ cho Diệm lên đến 650.000, nghĩa là số phiếu gian lận là 200.000. Giữa Sài Gòn có tai mắt quốc tế mà còn gian lận trắng trợn như thế, thử hỏi tại các tỉnh, tại thôn quê thì sự gian lận đến mức nào? Nhân dân miền Nam tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý, các giáo phái Cao Đài Hòa Hảo, các đảng phái Bình Xuyên, Đảng Dân Chủ, nhóm trí thức Nguyễn Phan Long ở Sài Gòn, phe Bảo Đại ở Pháp đều lên tiếng chống lại kết quả trưng cầu dân ý. Dư luận một số báo chí ở các nước vạch rõ sự gian lận trong cuộc trưng cầu ý dân. Nhưng Diệm vẫn tuyên bố thắng lợi, tự tôn lên làm Tổng thống. Mỹ luôn luôn xúi giục và tích cực ủng hộ Diệm trước, trong và sau cuộc trưng cầu dân ý, ra sức chèn ép hất cảng Pháp. Hơn nữa, Mỹ còn tích cực đưa miền Nam Việt Nam vào Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á, CETO. Sau khi đã phế truất Bảo Đại, Ngô Đình Diệm tuyên bố ngày 26 tháng 10, 1955, thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa và thành lập quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên công nhận chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, ở miền Nam, với sự hà hơi tiếp sức của Mỹ, chính quyền Ngô Đình Diệm đang từng bước thiết lập một chế độ độc tài, chống cộng hung hãn và cực kỳ tàn bạo. Theo những thỏa thuận đạt được trong Hiệp định Geneva, năm 1956 sẽ là năm diễn ra tổng tuyển cử trong cả nước. Tuy nhiên, căn cứ vào báo cáo của các cố vấn Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam, năm 1956, Ngoại trưởng Mỹ Alan Dulles đã đệ trình lên Tổng thống Eisenhower một bản báo cáo dự đoán nếu bầu cử diễn ra thì thắng lợi của Hồ Chí Minh sẽ như nước triều dâng không thể cản nổi. Trong tình thế này, Ngô Đình Diệm tuyên bố không thi hành Hiệp định Geneva, kiên quyết từ chối tổng tuyển cử. Để cố tạo bộ mặt dân chủ và hợp hiến, ngày 4 tháng 9, 1956, Diệm tổ chức một cuộc tuyển cử. Trước bầu cử 3 ngày, hãng thông tấn Mỹ UP đã đưa ra nhận xét không khí vận động tuyển cử tẻ nhạt vì tất cả ứng cử viên đều là người của ông Diệm. Với sự thờ ơ của người dân, ngày 11 tháng 3, 1956, Ngô Đình Diệm trúng cử Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Diệm cũng tổ chức bầu ra Quốc hội Bù Nhìn. Ngày 26 tháng 10, 1956, Ngô Đình Diệm ban hành Hiến pháp phản dân chủ và dựng lên chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ và một số nước đồng minh của Mỹ lập tức công nhận chính quyền Ngô Đình Diệm. Hành động của Mỹ, Pháp và chính quyền Diệm đã đơn phương xóa bỏ Hiệp định Geneva và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam về một đất nước thống nhất. Về vị trí của miền Nam Việt Nam trong ý đồ của Mỹ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Dulles ngày 30 tháng 4, 1956 trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã nói Mỹ phải giữ miền Nam Việt Nam y như giữ lấy Nam Triều Tiên và Đài Loan. Ba vùng đó có tầm quan trọng chiến lược đến vị trí của Mỹ ở Đông Nam Á. Giờ đây, hai miền Việt Nam sẽ bầu cử cho tái thống nhất sau 2 năm. Người Mỹ nhận ra rằng lợi thế của Cộng sản là không thể tránh khỏi. Mỹ sợ điều đó xảy ra. Nó như trò domino vậy. Domino đang đứng ở đây và nó sẽ sụp đổ cùng với nỗi sợ chiến tranh lạnh. Sau hội nghị Geneva, domino Việt Nam đang bị dừng một cách nửa vời. Nó không đứng thẳng, nhưng nó vẫn chưa sụp đổ hẳn để gây ảnh hưởng tới domino khác. Phải giữ trạng thái này, đó là suy nghĩ của người Mỹ.
ngày 25 tháng 4, 1956, Pháp tuyên bố giải tán Bộ Chỉ huy và đội quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Trước đó, ngày 14 tháng 5, 1956, chính phủ Pháp gửi thư cho Đồng Chủ tịch Hội nghị Geneva và tuyên bố nước Pháp không còn trách nhiệm đặc biệt nào đối với vấn đề thi hành Hiệp định Geneva 1954 nữa. Để củng cố quyền lực và thiết lập bộ máy cai trị, một mặt Diệm dùng thủ đoạn triệt tiêu các giáo phái thân Pháp, mặt khác chúng triển khai chiến dịch tố cộng, diệt cộng, tàn sát đẫm máu những người yêu nước, kháng chiến cũ, mục đích là tiêu diệt những đảng viên cộng sản. Những bước đi của Diệm đối với giáo phái thân Pháp và phe cộng sản là những bước đi có hệ thống, rất bạo lực, độc ác, và nó có hiệu quả trong việc tiêu diệt cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Hơn nữa, còn giúp Diệm củng cố quyền lực của mình. Nhưng chính sự bạo lực đó, vì nó quá lớn và quá độc ác trong việc tiêu diệt cộng sản, Diệm đã vô hình chung cách ly những người miền Nam, những dân thường, mà trước đó họ không theo phe nào cả. Sau việc này, đã quyết định theo những cuộc kháng chiến chống Diệm và đội quân của ông ta. Vì vậy, sự độc ác và bạo lực này một mặt rất hiệu quả trong việc diệt cộng, một mặt lại khiến người ta quyết tâm chống lại và cô lập Diệm. Mỗi đợt tố cộng, diệt cộng, chúng thực hiện các bước sau. Bước 1, phân loại nhân dân. Loại A gồm cán bộ đảng viên và những người kháng chiến cũ. Loại B gồm những gia đình có người đi tập kết hoặc có quan hệ với những người kháng chiến cũ. Loại C gồm những người không có dính dáng gì đến cách mạng. Bước 2. Mở các lớp học tập với những nội dung tuyên truyền xuyên tạc sự thật, nói xấu cách mạng, gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân. Bước 3. Tổ chức các buổi tố cộng, bắt mọi người phải tố giác cộng sản, kể cả người thân trong gia đình, xé cờ đảng, đốt ảnh Bác Hồ, tuyên bố ly khai đảng. Với chiến dịch tố cộng diệt cộng, Mỹ Diệm đã đàn áp, bắt bớ, tra tấn, giết hại rất nhiều đảng viên cộng sản. Từ giữa năm 1956, Mỹ và chính quyền Sài Gòn triển khai giai đoạn 2 tố cộng diệt cộng. Chúng mở nhiều cuộc hành quân quy mô lớn như chiến dịch Thoại Ngọc Hầu ở 18 tỉnh miền Tây Nam Bộ từ tháng 5 1956 đến tháng 2 1957. Chiến dịch Trương Tấn Bửu ở miền Đông Nam Bộ từ tháng 7 1956 đến tháng 2 1957. Chiến dịch Nguyễn Trãi ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ từ tháng 4 đến tháng 11 1956. Những cuộc hành quân quy mô lớn cùng với những thủ đoạn nham hiểm của Mỹ Diệm đã làm cho cách mạng miền Nam tổn thất nặng nề. Trong khi đó, tình hình miền Nam tiếp tục có những diễn biến căng thẳng. Từ tháng 5 1957, Ngô Đình Diệm đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật, tự do vu cáo giam cầm những người chúng cho là cộng sản mà không cần điều tra xét xử, đẩy chính sách tố cộng diệt cộng lên mức cao nhất. Không khí khủng bố, bắt bớ, chết chóc bao trùm nông thôn và thành thị. Cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực bị địch săn lùng giáo giết, bị bắt giam hoặc thủ tiêu. Phong trào cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề. Hầu hết cán bộ, đảng viên chưa bị bắt, bị giết, phải chuyển đi nơi khác hoặc vào rừng. Số còn lại không thể hoạt động được, phong trào tạm lắng. Cũng trong thời gian này, Mỹ Diệm tiếp tục đàn áp phong trào cách mạng miền Nam, mà nổi bật là vụ thảm sát ở nhà tù Phú Lợi. Nhà tù Phú Lợi là một trong những nhà tù khét tiếng của chính quyền Ngô Đình Diệm. Nhà tù Phú Lợi được Pháp xây dựng. Sau năm 1954, căn cứ này được Mỹ Diệm sửa lại, biến thành một nhà tù lớn. Đây là một trong những trại tập trung lớn nhất của Mỹ Ngụy nhằm thực hiện quốc sách diệt cộng. Cũng từ nhà tù này, sinh ra nhiều tên cai ngục khét tiếng gian ác với vô vàn hình thức tra tấn dã man khác nhau. Mình thì không chịu học, giả giờ không học, học hoài không thuộc.
Đó, thì nó bắt đầu nó đưa vô saline. Nói chung là nó dùng đủ mọi biện pháp hết rồi, nó không có chừa cái gì hết. Đó, cũng đổ nước xà bông rồi cũng thường vậy à. Thì đổ chút xíu là mình đã xỉu rồi. Nước xà bông mà vô chịu sao nổi. Cuối năm 1958, tại nhà tù Phú Lợn, chính quyền Ngô Đình Diệm đã thực hiện một cuộc thảm sát dã man gây chấn động dư luận thế giới. Thời điểm này, Phú Lợi đang giam khoảng 4.000 tù nhân. Các phòng giam đều quá tải, nên địch chuẩn bị đầy khoảng 450 tù nhân ra Côn Đảo. Chúng đem khoảng 1.000 ổ bánh mì từ Sài Gòn lên nhà tù Phú Lợi để tù nhân mang theo đi đường. Nhưng do trục trặc nên gần đến ngày đi, chuyến tàu chuyển tù nhân ra Côn Đảo bị hoãn lại. Ngày 30 tháng 11 1958, 1.000 ổ bánh mì bị mốc thối được các cai tù đem trộn với bánh mới phát cho tù nhân. Phát hiện âm mưu của địch, anh chị em tù nhân đấu tranh nhưng bị răn đe đánh đập. Đến 12 giờ trưa sau khi ăn, rất nhiều tù nhân rên la đau bụng, nằm co quắp, ngất xỉu vì ngộ độc. Lúc bấy giờ họ mới biết được rằng trong cái khẩu phần thức ăn đã bị đầu độc và họ đã đứng lên đấu tranh một cách trực diện với kẻ thù. Với rất là nhiều hình thức đấu tranh, một lực lượng thì họ buộc các cai ngục cảnh sát quản lý nhà tù phải cho kiểm tra các khẩu phần thức ăn của họ. Một lực lượng khác thì họ liên kết với nhau tạo thành một cái khối đông để mà dẫm cái sàn gỗ tạo thành một âm thanh gây rúng động cả khu vực nhà tù. Đồng thời một lực lượng khác nữa thì họ sử dụng cái ván gỗ là sàn nằm. Họ đục tung những cái ván gỗ đó bắt lên tường và đục tung các nóc nhà giam để giành lấy cái loa phóng thanh kêu cứu ra phía bên ngoài. Và trải qua nhiều giờ đấu tranh trực diện với kẻ thù thì đã làm rúng động cả khu vực Phú Lợi và nhân dân bên ngoài họ đã biết được rằng đây là một nhà tù bí mật. Phạm nhân trúng độc nặng bị địch khiêng đi thủ tiêu ở cầu Bình Lợi để phi tang. Hành động của bọn cai ngục làm cho hàng ngàn phạm nhân bị đầu độc chết hoặc đem đi thủ tiêu. Trước hành động vô nhân tính đó, số tù nhân còn lại quyết liệt đứng lên chống đối, đòi thả và yêu cầu bọn chúng đưa đi bệnh viện cứu chữa. Đêm ngày 2, rạng ngày 3 tháng 12, 1958, hàng ngàn đồng bào các huyện ở Biên Hòa, Bà Rịa, Long Khánh kéo vào thị xã thị trấn biểu tình, vạch trần tội ác, biểu thị sự phẫn nộ trước hành động vô nhân tính của chính quyền Ngô Đình Diệm. Địch đổ quân vào Phú Lợi, bố trí quân lính dày đặc ở các gác tua. Trên những đường vào trung tâm đều có lính tuần tra, sẵn sàng thực hiện đàn áp tù nhân. Để xoa dịu dư luận, chính quyền Diệm lấp liếm không gánh trách nhiệm mà tuyên truyền tù nhân bị ốm chết, uống thuốc độc tự sát. Nhưng sự thật vẫn bị báo chí trong và ngoài nước phanh phui, làm dấy lên làn sóng phản đối ở nhiều nước trên thế giới. Sự tàn bạo của địch ở nhà tù Phú Lợi đã được nhà thơ Tố Hữu nhắc đến trong bài thơ Tù muôn đời, muôn kiếp không tan. Trong một ngày, mùng 1 tháng 12, nào ai ngờ không có nữa ngày mai. Chúng tôi chết trong đêm dài tàn khốc, đứt ruột đứt gan, nắm cơm thuốc độc, tím xương do nanh nọc lũ đê hè, trái tim hồng chết uất máu bầm đen. Hoảng sợ trước sự phản kháng ngày càng mạnh của nhân dân miền Nam, tháng 5 1959, Ngô Đình Diệm ban hành luật 10/59 đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Luật 10/59 cho phép thành lập các tòa án quân sự đặc biệt để xử các tội gọi là phá hoại, xâm phạm an ninh quốc gia. Chỉ có hai mức án là tử hình và khổ sai chung thân. Thời gian xét xử chỉ kéo dài tối đa 3 ngày, không có kháng cáo, bản án phải thi hành ngay. Ngày 4 tháng 7 1959, Việt Nam Cộng Hòa ban hành luật số 21 cho phép dùng máy chém chặt đầu những ai
không ủng hộ chính sách phát xít của Diệm. Từ đây quân đội Sài Gòn lê máy chém đi khắp các tỉnh Nam Bộ để uy hiếp tinh thần đấu tranh của nhân dân ta. Chúng đưa máy chém về các huyện Ba Chi, Bình Đại, Mỏ Cày, Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre và thị xã Tây Ninh. Ở Sài Gòn Gia Định, máy chém của Diệm lê về tận các xã, ấp. Máy chém đặt giữa các chợ Trung Hòa, Tân An Hội, Củ Chi, kèm theo lời đe dọa ai liên quan đến Cộng sản sẽ mất đầu. Nó lập khôi phục và tăng cường cái Ủy ban Chống Cộng Quốc gia, rồi lập Ủy ban Chống Cộng Quốc gia vào ở tất cả các cấp quận huyện này, Vô Đền Tần Liên Gia, Nam Bộ nói chung và Sài Gòn Chợ Lớn nói riêng, sau này thêm Gia Định nữa, tổn thất rất lớn. Đến năm 59 thì khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn chỉ còn người, riêng cả miền Nam theo số liệu tổng kết chiến tranh của ta đó, thì thất thoát mất tổn thất cán bộ là 9 phần 10. Ta còn lại ở Nam Bộ sau lại là chỉ có 5.000 đảng viên trên 60.000 lúc năm 54. Đây là di tích Đồng Bào Hang, ấp Tân Hòa, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Rơi, Cà Mau. Đầu năm 1959, các đơn vị vũ trang đầu tiên được thành lập ở Đầm Rơi đã tiêu diệt những tên ác ôn trong hàng ngũ địch. Sau những trận càn, địch đã bắt được 11 cán bộ và nhân dân địa phương. Sau nhiều tháng giam giữ với những đòn tra tấn dã man nhưng không có kết quả, ngày 21 tháng 10, 1959, địch mang 10 đồng chí ra Đồng Bào Hang để tế cờ. Chúng đập đầu 10 chiến sĩ cách mạng đến chết và vùi xác trong sình lầy. Trong giờ phút sinh tử, 10 đồng chí đã anh dũng hô vang đả đảo đế quốc Mỹ, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Ông Nguyễn Văn Tòng là người duy nhất sống sót trong 11 người vì khi đó tuổi còn nhỏ. Nhân chứng của cuộc thảm sát nhớ lại. Cái ngày đó là nó đem anh em ra cái bốt Đầm Rơi đó là quánh từ hồi 6 giờ sáng mà cho tới 8 giờ. Quánh là ông nào nấy là máu miệng máu mồm gì ra hết. Thực chất luật 1059 tạo cơ sở pháp lý để bắt bớ cầm tù và giết hại những chiến sĩ yêu nước miền Nam. Với luật 1059, địch tàn sát đẫm máu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ ta. Lực lượng công dân vụ thẳng tay khủng bố, ngày đêm lùng sục phát hiện và đánh phá cơ sở cách mạng hết sức dã man. Không khí khủng bố, giết chóc lan rộng khắp miền Nam. Địch hy vọng sẽ làm cho quần chúng khiếp sợ. Song chính những hành động tàn bạo đó đã hun đúc lòng căm thù của nhân dân. Sau khi có nghị quyết Trung ương 15, ngọn lửa đấu tranh của đồng bào miền Nam bùng lên mạnh mẽ. Mà trận tập kích cư xá phái đoàn Mỹ ở Biên Hòa là một trong những trận đánh đầu tiên. Từ khi thành lập chế độ độc tài với chiêu bài quốc gia vào năm 1954, chính quyền Ngô Đình Diệm đã không giữ đúng lời hứa tự do ngôn luận, tự do đi lại. Cuộc sống người dân ngày càng bị bóp nghẹt. Nhiều đảng phái phe nhóm đã phản đối chính sách độc tài gia đình trị của gia đình họ Ngô. Giữa năm 1960, một số sĩ quan bất mãn với chế độ Ngô Đình Diệm đã bí mật thành lập Hội đồng Quân nhân Cách mạng do Vương Văn Đông, Nguyễn Chánh Thi cầm đầu. Đảo chính nổ ra vào ngày 11 tháng 11 1960. Các cơ quan trọng yếu như Bộ Tổng Tham mưu, Nha Tổng Giám đốc Công an, Cảnh sát, Trụ sở Quốc hội, Bưu điện, Đài Phát thanh, Sân bay Tân Sơn Nhất đã bị quân đảo chính chiếm hoặc bao vây. Tại Dinh Độc Lập, quân đảo chính do Vương Văn Đông chỉ huy bao vây vòng ngoài, Nguyễn Chánh Thi ra lệnh bắn súng cối và đại liên vào Dinh Độc Lập. Diệm và Nhu cầm cự hoãn binh, gọi viện binh từ miền Trung và miền Tây về giải vây. Các đơn vị ở Mỹ Tho và Biên Hòa đã mang quân về cứu Tổng thống Diệm. Đại tá Nguyễn Chánh Thi đưa ra giải pháp điều đình với chính quyền Diệm, yêu cầu thành lập chính phủ mới và Ngô Tổng thống phải ra đi.
Chiều ngày 11 tháng 11 1960, quân đội các hướng đã về Sài Gòn giải vây thành công cho chính quyền Diệm. Các tướng tá tham gia đảo chính chạy trốn, Nguyễn Chánh Thi và Vương Văn Đông chạy sang Campuchia lánh nạn. Cuộc đảo chính thất bại, song nó cho thấy sự khủng hoảng chính trị sâu sắc trong nội bộ chính quyền Sài Gòn. Đây là bộc lộ cái mâu thuẫn trong nội bộ của cái giới cầm quyền, trong nội bộ của quân đội. Không phải là vì lợi ích chung mà chỉ là vấn đề nội bộ của tướng tá với nhau thôi. Thì cái phái đảo chính này cũng có ý muốn chờ đợi sự ủng hộ của Mỹ. Nhưng mà lúc này Mỹ cũng còn đang ủng hộ Diệm, cho nên cũng không tham gia vào. Mặc dù cái cuộc đảo chính này bị thất bại, nhưng cái mâu thuẫn trong nội bộ họ vẫn không được giải quyết. Chính quyền Mỹ vô cùng lo ngại trước diễn biến chiến trường miền Nam Việt Nam. Tháng 5 năm 1961, trong chuyến công du Đông Nam Á, Phó Tổng thống Mỹ Johnson tới Sài Gòn và trao lại thư riêng của Tổng thống Mỹ Kennedy cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Tại cuộc hội đàm, Phó Tổng thống Mỹ Johnson đề nghị một loạt hành động cụ thể từ phía Mỹ, được Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm chấp thuận. Hai bên đã đưa ra bản tuyên bố chung 8 điểm, nội dung chủ yếu là tăng viện trợ quân sự, vũ khí và chuyên viên quân sự Mỹ. Ngày 26 tháng 6 năm 1961, Kennedy cử tướng Taylor sang miền Nam Việt Nam nghiên cứu đề nghị của Diệm, tăng quân Việt Nam Cộng Hòa lên 27 vạn, tăng viện trợ quân sự và giúp Diệm xây dựng chương trình Bình Định. Sau gần một tháng nghiên cứu tại chỗ, Taylor đưa ra một kế hoạch chiến lược gồm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu dự kiến từ giữa năm 1961 đến cuối năm 1962, dồn dân tập trung vào 16.000 ấp chiến lược, đánh phá tê liệt cơ sở cách mạng và bình định xong miền Nam. Tướng Maxwell Taylor là người thúc đẩy chính sách phản ứng linh hoạt trong các hoạt động quốc phòng của Mỹ. Chính sách này đặt ra nhiều cách tiếp cận khác nhau để tối ưu hoạt động tác chiến. Biện pháp của kế hoạch bình định miền Nam là xây dựng ấp chiến lược, thực hiện tát nước bắt cá, tách dân ra khỏi lực lượng cách mạng. Để thực hiện kế hoạch này, chính quyền Ngô Đình Diệm đã tăng cường bắt lính, chia miền Nam thành 3 vùng chiến thuật. Mỗi vùng lại chia thành nhiều khu, tiểu khu và chi khu. Với lực lượng quân sự và vật chất kỹ thuật được tăng cường, Mỹ Diệm hy vọng có thể đè bẹp được phong trào nổi dậy của quần chúng, thực hiện được chiến lược chiến tranh đặc biệt, có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ. Khu vực này ở sân bay Biên Hòa từng bị nhiễm chất độc hóa học vô cùng nặng nề. Đó là một trong những nơi tập trung hóa chất độc quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Đây là những hình ảnh lần đầu tiên công bố tại Việt Nam về Trung tâm Thử nghiệm và Phát triển Khả năng Tác chiến Mỹ-Việt Nam CDTC, nơi nghiên cứu phát triển các phương pháp chống nổi dậy và vũ khí mới. Nhóm nghiên cứu trong trung tâm cho rằng cần sử dụng hóa chất làm chết cây để khai quang nhằm quản lý có hiệu quả hơn khu vực biên giới Nam Việt Nam. Ngày 10 tháng 8 năm 1961, Mỹ lần đầu tiên điều máy bay H-34 phun giải hóa chất độc theo con lộ 14 từ thị xã Kon Tum lên Đắc Tô. Bắt đầu ngày 10 tháng 8 năm 1961 thì Mỹ bắt đầu phun giải cái lượng hóa chất diệt cỏ đầu tiên ở Kon Tum. Và đây là mở đầu cho cái cuộc tranh hóa học kéo dài 10 năm.
Cho nên sau này thì hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam lấy ngày 10 tháng 8 là ngày nạn nhân chất da cam dioxin Việt Nam. Sau những lần phun giải hóa chất độc thử nghiệm ban đầu, ngày 24 tháng 8 năm 1961, đích thân Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm cho giải thử nghiệm trên một quãng đường ở phía Bắc Sài Gòn. Việc phun rải chất diệt cỏ nó liên quan đến ba đời Tổng thống Mỹ và ba cái nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ. Và vì thế cái trách nhiệm đầu tiên ấy là thuộc về chính phủ Mỹ. Sau đó là sự hỗ trợ, sự hợp tác của chính quyền Sài Gòn. Ngày 23 tháng 9 năm 1961, Chính phủ Mỹ và Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông điệp chung nhấn mạnh phải tiến hành khẩn cấp các hoạt động hỗ trợ chính quyền Sài Gòn, trong đó có đề xuất triển khai chương trình khai quang. Mục tiêu của chương trình khai quang này sẽ làm rụng lá khoảng 31.250 dặm vuông rừng, tương đương một nửa Nam Việt Nam. Trung tâm thực nghiệm và phát triển khả năng tác chiến đề nghị chi 75 đến 80 triệu đô la Mỹ. Tháng 11 năm 1961, Tổng thống Mỹ Kennedy ra lệnh chính thức tiến hành chiến dịch Grand Hand, sử dụng chất độc diệt cỏ với quy mô lớn chưa từng thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới. Những đợt phun giải chất độc thử nghiệm năm 1961 khởi đầu cho cuộc chiến tranh hóa học quy mô lớn nhất, dài ngay nhất và gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Trong khi đó, Mỹ và chính quyền Sài Gòn cho in tờ rơi tuyên truyền chất diệt cỏ tuyệt nhiên không gây độc hại cho người, vật cũng như nước uống. Việt Nam chúng ta là có thể nói là một cái trường thử cho rất nhiều loại vũ khí. Trong đó là cái trường thử đầu tiên và là trường thử lớn nhất cho rất nhiều loại vũ khí hóa học mà Mỹ và cả một số nước khác nữa trong các cái cuộc chiến tranh xâm lược nước ta đã sử dụng ở Việt Nam. Và cho đến giờ nó vẫn còn tiếp tục tồn tại và gây nguy hại cho sức khỏe con người cũng như là ô nhiễm trong môi trường. Sự nguy hại của chất độc khai quang, đặc biệt là chất độc da cam chứa dioxin, cũng đã gây tác hại đến chính những lính Mỹ trực tiếp tham gia chương trình khai quang. Phải tới hàng chục năm sau, hội chứng chất độc da cam trong binh sĩ Mỹ tham chiến tại Việt Nam mới được phát hiện. Cuối tháng 2 năm 1962, Sài Gòn náo loạn bởi vụ ném bom Dinh Độc Lập nhằm ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nguyên nhân được cho là do Đại Việt Quốc Dân Đảng, một đảng đối lập chống chính quyền thực hiện. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm 1962, hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa lái hai chiếc máy bay thả bom trúng Dinh Độc Lập. Quả bom đầu không phát nổ, Tổng thống Ngô Đình Diệm chạy được vào hầm trú ẩn. Lực lượng bảo vệ chính quyền Sài Gòn hoàn toàn bất ngờ, phải sau 30 phút mới phản công được, bắn hỏng máy bay và bắt sống Phạm Phú Quốc, còn Nguyễn Văn Cử bay thoát được sang Campuchia. Chế độ Diệm bắt đầu có cái dấu hiệu khủng hoảng rất nghiêm trọng với cái việc là đã nổ ra cái cuộc đảo chính quân sự đầu tiên trực tiếp nhắm vào cái phủ đầu dòng phủ tổng thống, nhắm vào cá nhân ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu. Và cái rạn nứt ở trong cái nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa thì nó dội một cái tiếng vang rất là lớn vào chiến trường Mỹ. Người ta đã bắt đầu đặt ra vấn đề là cái việc nước Mỹ ủng hộ một cái thể chế độc tài đến chính nhân dân miền Nam cũng không chịu nổi thì có xứng đáng hay không và có chính đáng hay không. Và cái việc này cũng là bắt đầu mở đầu cho cái việc là thời kỳ khủng hoảng ở trong nội bộ phía Mỹ Diệm.
Ngày 22 tháng 8 năm 1963, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố không tán thành chính sách đàn áp Phật giáo của Diệm, Nhu và tỏ ý lấy làm tiếc trước những sự việc đã xảy ra. Cùng ngày, Cabotlot đến Sài Gòn nhận chức đại sứ nhằm giải quyết những bất ổn, nhanh chóng xoa dịu tình hình. Sau một năm rưỡi thực hiện kế hoạch Stanley Taylor, vẫn không cứu vãn được tình thế nguy ngập của chính quyền Sài Gòn. Mỹ cho rằng nguyên nhân chính của tình hình đó là do Ngô Đình Diệm gây nên những bất đồng sâu sắc, dẫn tới bị phản đối bởi nhiều phe phái. Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu có vẻ không hiểu một điều rằng trên thực tế, Hoa Kỳ đã nỗ lực để hỗ trợ chính quyền Sài Gòn ở mức cao nhất. Tuy nhiên, đã có rất nhiều xung đột xảy ra. Không chỉ là xung đột quyền lực, mà còn là xung đột về quân sự, chính trị, xung đột về ngoại giao giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngày 5 tháng 10 năm 1963, Đại sứ Henry Cabotlot báo cáo với Tổng thống John Kennedy từ Sài Gòn rằng các tướng lĩnh miền Nam đang có kế hoạch đảo chính chống lại Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một số tướng lĩnh Nam Việt Nam do tướng Dương Văn Minh dẫn đầu đã gặp gỡ với Lucien Cornelin của CIA để yêu cầu đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ không cản trở một cuộc đảo chính, viện trợ kinh tế, quân sự sẽ tiếp tục. Kennedy đã đồng ý và yêu cầu Cornelin trao cho các tướng lĩnh Nam Việt Nam những sự đảm bảo mà họ mong muốn. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã làm đảo chính, lật đổ chính phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm, giết chết Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu. Cuộc đảo chính này chấm dứt nền đệ nhất Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam. Hội đồng quân nhân do Dương Văn Minh làm chủ tịch lên nắm chính quyền. Ngày 4 tháng 11, Hội đồng quân nhân cách mạng chỉ định Nguyễn Ngọc Thơ, nguyên phó tổng thống của Ngô Đình Diệm, làm thủ tướng chính phủ lâm thời